Xin chào quý vị, hiện giờ thì phóng viên báo giao thông đang có mặt tại đường Mai Chí Thọ đoạn qua nút giao An Phú. Như quý vị đang thấy thì phía sau lưng của phóng viên đó là hàng cây đang được lực lượng công nhân đốn hạ di dời. Những cái hàng cây trên đường Mai Chí Thọ này sẽ được di dời để phục vụ cho công tác lấy mặt bằng thi công dự án nút giao 3 tầng An Phú, nằm ngay cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư là 3.400 tỷ đồng.